Lại nữa, Xá Lợi Tử, khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, không xen lẫn tác ý của thanh văn và độc giác, dùng vô sở đắc làm phương tiện gìn giữ thiện căn này, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi tu tinh tấn, Bồ Tát siêng năng tu học hạnh khó hành bố thí, đó là áo giáp đại công đức bố thí Ba La Mật Đa. Khi tu tinh tấn, Bồ Tát siêng năng gìn giữ tịnh giới, quyết không hủy phạm, đó là áo giáp đại công đức tịnh giới Ba La Mật Đa. Khi tu tinh tấn, Bồ Tát siêng năng tu học hạnh khó hành nhẫn nhục, đó là áo giáp đại công đức an nhẫn Ba La Mật Đa. Khi tu tinh tấn, Bồ Tát siêng năng tu học khổ hạnh hữu ích, đó là áo giáp đại công đức tinh tấn Ba La Mật Đa. Khi tu tinh tấn, Bồ Tát siêng năng tu học tịnh lự đẳng trí, đó là áo giáp đại công đức tịnh lự Ba La Mật Đa. Khi tu tinh tấn, Bồ Tát siêng năng tu học trí tuệ không chấp thủ, đó là áo giáp đại công đức bát nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, khi đại Bồ Tát tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa như vậy là đã mặc đủ 6 loại áo giáp đại công đức Ba La Mật Đa. Khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, đại Bồ Tát tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí thì đối với tướng của 6 pháp Ba La Mật Đa không có sự chấp thủ và sự chứng đắc. Phải biết đại Bồ Tát ấy đã mặc áo giáp đại công đức. Lại nữa, Xá Lợi Tử, khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu tịnh lự Ba La Mật Đa, không xen lẫn tác ý của thanh văn và độc giác, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi tu tịnh lự, tĩnh tâm hành thí, loạn tâm và sự san lẫn không còn hiện tiền, đó là áo giáp đại công đức bố thí Ba La Mật Đa. Khi tu tịnh lự, định tâm hộ giới, làm cho các điều ác không còn hiện tiền, đó là áo giáp đại công đức tịnh giới Ba La Mật Đa. Khi tu tịnh lự, trụ định từ bi mà tu an nhẫn, không gây phiền cho là hữu tình, đó là áo giáp đại công đức nhẫn Ba La Mật Đa. Khi tu tịnh lự, Bồ Tát an trụ định tĩnh, siêng tu công đức xa lìa các sự giải đãi, đó là áo giáp đại công đức tinh tấn Ba La Mật Đa. Khi tu tịnh lự, Bồ Tát nương vào sự tịnh lự dẫn phát thắng định, xa lìa tâm nhiễu loạn, đó là áo giáp đại công đức tịnh lự Ba La Mật Đa. Khi tu tịnh lự, Bồ Tát nương vào các sự tịnh lự dẫn phát thắng tuệ, xa lìa những tâm ác tuệ, đó là áo giáp đại công đức bát nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, khi đại Bồ Tát tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa như vậy thì mặc đủ 6 loại áo giáp đại công đức Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát nào khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí thì đối với tướng của 6 pháp Ba La Mật Đa không có sự chấp thủ và chứng đắc. Phải biết đại Bồ Tát ấy mặc áo giáp đại công đức. Lại nữa, Xá Lợi Tử, khi hành bát nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu bát nhã Ba La Mật Đa, không xen lẫn tác ý của thanh văn và độc giác, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi tu bát nhã, dù đã bố thí tất cả nhưng Bồ Tát chẳng hề thấy có người thí, vật thí và người nhận, đó là áo giáp đại công đức bố thí Ba La Mật Đa. Khi tu bát nhã, dù giữ gìn tịnh giới nhưng chẳng thấy có sự sai khác giữa giữ giới và phạm giới, đó là áo giáp đại công đức tịnh giới Ba La Mật Đa. Khi tu bát nhã, Bồ Tát nương vào tuệ thắng không mà tu an nhẫn, không thấy có người nhẫn và đối tượng để nhẫn, đó là áo giáp đại công đức an nhẫn Ba La Mật Đa. Khi tu bát nhã, dù quán các pháp rốt ráo đều là không nhưng vì lòng đại bi xin tu thiện pháp, đó là áo giáp đại công đức tinh tấn Ba La Mật Đa. Khi tu bát nhã, dù đã tu thắng định nhưng quán các cảnh định rốt ráo đều là không, đó là áo giáp đại công đức tịnh lự Ba La Mật Đa. Khi tu bát nhã, Bồ Tát quán tất cả pháp, tất cả hữu tình, tất cả hành đều như giấc mộng, như quáng nắng, như ảnh trong gương, như tiếng vang, như bóng nước, như sự biến hóa, như thành tầm hương ảnh ảo mà tu các loại trí tuệ nhưng không chấp thủ, đó là áo giáp đại công đức bát nhã Ba La Mật Đa.
Xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, thì mặc đủ 6 loại áo giáp Đại Công Đức Ba La Mật Đa, nếu Đại Bồ Tát nào dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì Bồ Tát ấy không có sự chấp thủ và sự chứng đắc nơi tướng của 6 pháp Ba La Mật Đa, nên biết Đại Bồ Tát ấy mặc áo giáp Đại Công Đức. Xá lợi tử, như vậy gọi là các đại Bồ Tát vì lợi lạc tất cả hữu tình nên mặc áo giáp Đại Công Đức. Xá lợi tử, các đại Bồ Tát an trụ mỗi mỗi Ba La Mật Đa đều tu 6 pháp Ba La Mật Đa làm cho chúng được viên mãn, vì thế nên gọi là mặc áo giáp Đại Công Đức. Lại nữa, xá lợi tử, tuy nhập vào tịnh lự vô lượng vô sắc nhưng Bồ Tát chẳng đắm vị, cũng chẳng bị thế lực của chúng dẫn dắt, cũng chẳng theo thế lực ấy mà thọ sanh. Xá lợi tử, đây là đại Bồ Tát đã mặc áo giáp Đại Công Đức Bát Nhã Ba La Mật Đa và có phương tiện thiện xảo khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa. Lại nữa, xá lợi tử, đối với tịnh lự vô lượng vô sắc, dù đã trụ vào kiến viễn ly, kiến tịch tịnh, kiến không vô tướng vô nguyện, nhưng các đại Bồ Tát chẳng chứng thật tế, chẳng rơi vào hàng thành văn và độc giác, mà vượt hơn tất cả thành văn và độc giác. Xá lợi tử, đây là đại Bồ Tát đã mặc áo giáp Đại Công Đức Bát Nhã Ba La Mật Đa và phương tiện thiện xảo khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa. Xá lợi tử, thì các Bồ Tát làm lợi lạc cho tất cả hữu tình mặc áo giáp Đại Công Đức như thế nên còn gọi là Mahātát. Xá lợi tử, đại Bồ Tát vì lợi lạc hữu tình mà mặc áo giáp Đại Công Đức như thế nên được Như Lai ứng chánh đẳng giác trong 10 phương hằng hà sa số thế giới chư Phật ở giữa đại chúng vui mừng khen ngợi rằng: ở phương đó, trong thế giới đó, có đại Bồ Tát tên vân vân, vì lợi lạc tất cả hữu tình mặc áo giáp Đại Công Đức, làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, an trụ trong các thần thông, làm việc đáng làm, tiếng khen như vậy, lần lượt truyền khắp 10 phương, trời người nghe được đều rất vui mừng, đồng nói: chẳng bao lâu nữa, đại Bồ Tát này sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đã mong cầu, sẽ làm cho tất cả hữu tình được lợi lạc. Bấy giờ xá lợi tử hỏi mãn từ tử: thế nào là đại Bồ Tát vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến quả đại thừa? Mãn từ tử nói: các đại Bồ Tát vì lợi lạc tất cả hữu tình đã mặc 6 loại áo giáp Đại Công Đức Ba La Mật Đa, lại vì lợi lạc tất cả hữu tình Bồ Tát đi dục, đi pháp ác bất thiện, nhập vào thiền thứ nhất an trụ đầy đủ, hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, rộng nói cho đến xả lạc xả khổ, diệt hết hỷ ưu, đã cảm thọ trước nhập vào thiền thứ tư an trụ hoàn toàn, không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh. Lại nương vào sự tịnh lự câu hữu tầm từ hành tướng rộng lớn,